Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn đến với bản tin cập nhật giá hồ tiêu mới nhất ngày 30 tháng 7 năm 2020. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ. Sau đây xin gửi đến các bạn những thông tin về giá tiêu trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, cập nhật lúc 9 giờ 10 phút sáng nay, giờ Việt Nam, giá tiêu trên sàn Kochi của Ấn Độ, kỳ hạn giao ngay tăng thêm 27,8 ruby trên tạ, mức tăng là 0,09%, lên mức giao dịch là 32.550 ruby trên tạ. Ở kỳ hạn giao tháng 7 năm 2020, giá tiêu cũng tăng thêm 100 ruby trên tạ, tương ứng với mức tăng là 0,3%, lên mức giao dịch là 33.300 ruby trên tạ. Còn trên sàn SMX của Singapore, giá tiêu ở kỳ hạn giao tháng 9 năm 2020 vẫn giao dịch ở mức 6.500 USD trên tấn. Mức giá không thay đổi so với những phiên giao dịch trước đây. Về giá hồ tiêu trong nước hôm nay, thưa các bạn, giá tiêu trong nước, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam ngày hôm nay đã giảm từ 500 tới 1.000 đồng trên kg so với phiên giao dịch trước. Mức giá giao động từ 45.000 tới 48.500 đồng trên kg. Trong đó, giá tiêu cao nhất tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và thấp nhất tại hai tỉnh Gia Lai và Đồng Nai. Tại tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay là 47.000 đồng trên kg, giảm 500 đồng trên kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay giảm 1.000 đồng trên kg và có mức giá là 45.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá tiêu cũng giảm đi 500 đồng và có mức là 47.000 đồng trên kg. Giá tiêu tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giảm đi 500 đồng, giao dịch quanh mức 48.500 đồng trên kg. Tại tỉnh Bình Phước, hôm nay có mức giá là 47.000 đồng trên kg, giảm 1.000 đồng trên kg. Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu cũng đã giảm đi 1.000 đồng trên kg, có mức 45.000 đồng trên kg. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.